Thủy mặc này nhìn không giống bầu thế nào đâu ấy nhỉ Thủy nhỉ? Trời ơi, sao không giống? Thế quá giống. Nhìn mi nhon thế còn gì nữa. Ngày trước nói câu này tin đấy, bây giờ nói. Bây giờ không tin được cái gì đâu các bạn ạ. Thật mà. Nhìn này ai biết được. Nhìn như gái 18 này. Đi chợ phiên nói với các em chắc các em tin đấy. Không phải đừng nói với Thùy. Thùy hết tin rồi. Các bạn có công nhận không? Giống mình không? Xem khán giả nói ý kiến số đông nhé. Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn trở lại với Giá Pháo. Hôm nay thì mấy anh em mình đang đi câu cá các bạn. Không biết thế nào đây. Không phải câu cá mương nữa mà là câu cá suối này. Nhưng mà con cá hôm nay bọn mình câu thì là một loài cá rất là hay. Chỉ cần cái cần không cần xịn đâu các bạn. Có một chút run nữa. Bọn mình đang đi câu lên cái suối này. Không biết là hôm nay có được cá hay không nhưng mà cái cá này thì nó chỉ sinh sống tại những cái con suối bé bé như này thôi các bạn nhé. Bọn mình đi khá là xa đến cái khu vực này. Ở khu vực này thì bây giờ mới đang chuẩn bị gặt lúa thôi. Không như chỗ mình thì gặt xong hết rồi. Bây giờ thì xem câu được cá không đã, về chế biến món ăn từ con cá này. Con cá này thì nó giống như con cá sộp ấy các bạn. Trên mình gọi là cá treo đồi. Nhưng mà không biết là có được hay không. Nhưng mà cho em Văn, anh Nhiệm. Ui, thử xem nào, có không đá rồi tiếp đi. Vừa thả xuống chưa được một phút ăn luôn thì giỏi đấy. Cái mặt mũi đâu nhỉ? Nó không móc cho em à? Ở đây vẫn còn mía chuột này. Cây mía chuột các bạn. Này cảnh. Được không? Vỡ đầu rồi. Ô, cá rô. Cá rô xuống thì cũng ngon mà. Anh móc cho em cái ấy phần. Chứng tỏ là cái suối này nhiều cá. Một phát xuống mình khai cân như này chắc là quả này là đầy giỏ đúng không? Hả? Móc em phần. Ui, quả này kiểu gì cứ lấy cái đầy cái giỏ này được. Ui, cái suối này chắc là lúc lũ là nó cao, nó ngập lên tận đây này các bạn. Anh mạnh được đúng không? Hả, móc phát. Chính nó à? Nếu mà mưa to lũ ngập lên đây này. Lưới to lắm mà, như kiểu như là câu cá chấm ấy kìa. Rồi, mình sẽ đi câu riêng các bạn. Đội này lê loai lắm, không câu được cùng. Được câu to quá. Ô, pe pe này. Cá cờ này. Chưa gì đã mắc rồi. Đi câu cá treo đồi nhưng mà toàn được cá rô đây các bạn. Còn cá rô đây này. Anh Mạnh Mạnh giặt nhặt giúp em với nhá. Cái suối này nhiều cá thật. Mình đang đứng giữa suối mà đi câu cá. Được con cá treo đồi đầu tiên các bạn. Vừa rồi thì toàn được cá rô thôi. Con này bé thế nhỉ? Bé. Chắc chắn nó có tổ nó đây à. Không có to đâu hết rồi nhỉ, toàn bé nhỉ. Anh dám ăn được. Anh Mạnh được con nào chưa? Con bé nó chịu cắn. Đặt vào mồm nó ra chịu cắn à? Mẹ cá này nó ăn no vậy á. Ăn no nên là nó khó đánh nó lắm.
Con quái hơi mới nhóp mới. Đây. Con cá này là nhân vật của nó đây, bây giờ mày mãi phải bắt được nó. Cá treo đùi các bạn, cái con này thì nếu mà ở suối bé thì nó ăn ác lắm, còn suối to này mình phải rình nó mãi nó mới ăn cơ. Ôi giờ nuốt tận trong luôn à? Tận cổ chưa? Mình kiểu gì mình câu được một con đây các bạn. Từ nãy giờ câu toàn được cá rô thôi. Mình được con cá treo đùi bé tí. Mày ơi! Mày ơi! Nhiêu ơi! Anh Nhiêu! Mày ơi! Mày! Mình biết chỗ này có nhiều mà. Kiểu gì có rất là nhiều ạ. Đỏ man lóng nó nhỏ lái lắm mà này. Đỏ lóng nó à? Lóng nó được. Đúng phân long chầu bộ. Thọn về, thọn luôn mẹ. Thọn luôn mẹ. Mấy giờ rồi anh ơi? 12 giờ rồi, về thôi. Và mình câu được cá rô là nhiều các bạn. Cá treo đùi thì được vài con thôi. Bây giờ là 12:55. 12:55 rồi các bạn. Mà đi từ lúc 10 giờ. Trời ơi. Thất bại các bạn. Bây giờ bọn mình sẽ di chuyển đi về nhá. Có thể câu mương này có nhé. Đúng là bộ môn, đúng là bộ môn chừa đầy khác các bạn. Hoài hết mắt rồi. Hoài hết mắt rồi mà chưa về được. Bây giờ là 1 giờ trưa các bạn. 13 giờ á. Trời ơi. Không được con cá nào. Được nhiều chứ nhỉ anh Mạnh nhỉ? Đâu chứ. Ăn chụp được cá nghệ cơ à? Bờ suối. Được một giỏ cá rô các bạn, về kho nghệ. Đấy, nhặt được cá nghệ luôn. Nhà trọ các bạn. Nhà trọ. Bây giờ bọn mình sẽ di chuyển đi về các bạn nhé. Ui, đường thì xa. Chiến lợi phẩm anh em mình câu được ở chợ 200.000 các bạn ạ. Được bằng này, 3 con cá chê, chê lai và một số cá treo đùi. Còn đây của anh em mình đây. Và cá rô cũng là con cá treo đùi kia được á. Cá chê ở nhà, chê lại. Chưa. Con này không nhai, không nhai rồi. Chưa chết ạ. Cái cho đồ chưa chết được rồi. Cái đồ chưa chết được. Mấy anh em đi câu cá cả buổi trưa các bạn thì được mấy con cá. Bây giờ thì đến chiều rồi, chiều tà rồi, hoàng hôn xuống rồi các bạn. Bây giờ thì mình đang cùng Thủy đi đi nhặt rau các thứ để về nấu cơm từ những con cá ngày hôm nay, những con cá ở chợ các bạn nhé. Đi câu thì được ít thôi nhưng mà đi chợ lại mua được nhiều. Mình và Thủy đi nhặt rau đây các bạn. Từ lúc Thủy bụng to đến giờ các bạn thì bây giờ cái vườn này nó càng ngày càng xấu đi. Trước kia thì cái vườn này góc đâu thấy rau nhưng bây giờ hết rồi các bạn. Bây giờ còn mỗi rau thơm thôi. Nói thế, nhiếc thế mang tiếng thế. Đúng thế còn gì nữa. Có nghĩa là
Trước có thời gian chăm ấy, bây giờ không có thời gian nữa. Bây giờ toàn mỗi rau thơm thôi các bạn, với lại là ngô thôi. Đang nhà rau thơm về tí nữa con cá sẽ nấu mẻ các bạn nhé. Một phần thì nấu mẻ, một phần mình sẽ nướng lên. Món ăn dân dã. Thì mặc này nhìn không giống bầu thế nào đâu ấy nhỉ Thùy nhỉ? Trời sao không giống? Thế quá giống. Nhìn mi nhon thế còn gì nữa. Này trước nói câu này tin đấy, bây giờ nói. Bây giờ không tin được cái gì đâu các bạn ạ. Thật mà. Nhìn này ai biết được. Nhìn như gái 18 này. Đi chợ phiên nói với các em chắc các em tin đấy. Thôi đừng nói với Thùy, Thùy hết tin rồi. Các bạn có công nhận không? Giống mình không? Xem khán giả nói ý kiến số đông nhá. Chắc là được rồi nhỉ. Đi về nhặt tiếp. À nhặt một tí ớt đi Thùy ơi. Sẽ nhặt một tí ớt về làm nước chấm. Cẩn thận con bọ xít đấy. Em sợ sâu con bọ xít đấy. Chết hay là nó bị ấy nhỉ, nó bị sâu mà. Mấy hôm nay nắng quá ấy. Thời tiết trên mình mấy hôm nay nó oi kinh khủng khiếp các bạn. Lạnh thì lạnh thấu xương, còn nóng thì thôi rồi. Trẻ con người lớn đều ốm. Đến chiều chiều các bạn, các ba các cháu thì đang hội ý hôm nay ăn gì. Ê, nghĩ ăn gì hôm nay có đau đầu không nhỉ anh Mạnh nhỉ? Ngày nào cũng phải ăn. Cuộc sống mà không ăn thì chết vì cái miệng hết. Cái lúc kia đi ăn được đâu hết. Đúng rồi, vì cái miệng hết thôi mà. Đi đi mổ cá đi. Hội ý xong rồi. Hôm nay thì mấy con cá không đủ ăn các bạn. Mấy mạng người thế này. Xong với lại là cái đoàn đi theo nữa. Này. Đi cả nhà mình ấy nhỉ. Nhà bác Cường có cây đào sai lắm nhưng mà bây giờ chả thấy quả nữa các bạn. Ăn không? Cái gì ở gần đường chả hết nhanh. Ô có một quả mái này. Họ không nhìn thấy sao? Già chưa? Già rồi, họ ăn rồi mà. Lúc nó bắt cường cơ mà. Quả này chín rồi. Anh đừng, đừng. Anh rút túi đi. Bật nữa. Đấy, đấy. Rơi chưa? Rơi rồi. Rơi hết rồi. Vẫn là cá suối. Đi câu phải đam mê đúng không?
dụng cống bây giờ đấy. Nhà đông anh em quá các bạn, nên là mấy con cá chắc là thôi không đủ rồi. Thì ăn thì vì thế ăn cá. Mấy con cá chê thì sẽ được khứa như này các bạn nhá, rồi sẽ nướng. Sao họ đi câu được nhiều thế nhở, mà mình đi câu toàn được cá bé là thế nào nhở? Hả? Họ đi câu chiều các bạn. Mấy anh em đi câu giữa trưa, nên là toàn được cá rô thôi. Cái mà cái khu vực đấy nóng xa ấy, nên là không đi được. Cái này thì ướp cái gì đấy anh Mạnh? Riêng mẻ được đúng không? Cá ướp riêng mẻ các bạn. Thì sẽ đuôi riềng các bạn để ướp cá, những con cá này. Đó. Ít riềng quá không? Lấy thêm nhá. Cái này thì sẽ ướp khoảng tầm 15 phút để nướng các bạn nhé. Ướp riềng mẻ này, mắm, muối, mì chính. Thế thôi. Cá da trơn thì trên mình chủ yếu ướp riềng mẻ nha các bạn. Đây mài không? Mài cái gì nhỉ Thúy? À cho vào nấu mẻ nè. Anh cứ mài đi. Xem đằng này bác Cường có món gì nào. Nhà bác Cường thì có thêm măng riềng nữa các bạn. Trên này cái gì ăn được ấy nhỉ? Ở dưới nhà không ăn măng riềng này bao giờ. Trời ơi, người ta trồng ở trên này, người ta trồng riềng để lấy măng ấy. Còn bạch cái riêng này mà cái rễ. Cái rau cỏ bốn lá ấy. Đấy. Đấy cháu mặc đầy ruộng có ai lấy thì ăn đâu. Rau bợ. Bợ người... mang về ăn thử xem. Người ta là rau cỏ bợ mà. Hôm qua có ai ăn đâu. Cái này bây giờ xem. Không không mong được. Ở đây họ không có gì vì ở đây họ trồng mà. Rau cỏ bợ ấy các bạn. Không biết chỗ các bạn có ăn không. Ở trên mình thì rau cỏ bốn lá là rau cỏ bợ ấy. Mau về nấu canh ăn tuyệt vời luôn. Thùy bảo lên đây cái gì cũng thấy ăn được các bạn. Cái gì mọc dưới đất là ăn được hết. Châu bò lợn gà ăn được là người ăn được. Trời ơi, ăn được ý. Hôm nay thì có thêm hoa thiên lý nữa các bạn. Nhà bác Cường có cái dàn thiên lý. Nhưng mà nhặt nhiều rồi, bây giờ nhặt được có một tí à. Cái này thì sẽ nấu canh với lại là măng riềng. Trộn vào luôn các bạn. Và với thịt vịt nữa. Hôm nay thì nhà bác Cường đầu tư cho con vịt các bạn. Chất lượng không? Có mấy con cá bé thôi nhưng mà lại mất lên một con vịt. Chủ yếu là để các cháu vui các bạn. Đây mình dán mấy con cá để cho con làm mẻ các bạn. Với cả mấy con lươn. Còn cá bé nữa, đầu cả cá chê.
để làm mẻ. Hôm nay thì ông Cường nhặt rất là nhiều rau thơm. Hôm nay lại bắt đầu mì đấy. Hôm nào cũng phải xay đúng không? Hôm nào cũng phải xay. Đến với ông Cường là không xay không về được. Ngoài cái mùi vịt à? Vâng ạ. Cái này mình rán qua mấy cá này đi rồi thơm nhỉ, em thấy thơm. Cho mẻ vào để xào xào mẻ cho nó vàng vàng một chút các bạn. Mẻ có cái gì mà nó có màu ấy anh? Giềng em. À. Xào một tí cho nó vàng vàng rồi cho nước vào cái này. Đi làm cùng mấy anh này nhẹ nhàng lắm mọi người ạ, mình chỉ là chân xay vặt thôi, còn các ông vào bếp hết là mình chẳng phải làm gì cả. Bầu bí nữa vào bếp làm gì cho nó nóng người ấy. Thôi em cứ việc lo ăn, còn việc làm để bọn anh đi ăn thôi đúng không? Đi ăn thôi, chỉ vác bụng đi ăn thôi các bạn ạ. Còn việc làm để cho bọn anh. Các bạn ở đội mình cũng toàn là sở trường vào bếp nữa, còn bợm nhậu. Bợm nhậu nhỏ nhỏ không xương thì ra nhé các bạn nhé. Thấy con cá treo đồi cả cá lươn nhằm giảm ra một ít mấy con để cho nó thơm nước mũi luôn anh. Nó động. Cá ướp bây giờ thì sẽ cho vào vỉ rán các bạn, vào vỉ nướng các bạn nhé. Cá này nướng tuyệt vời. Cái này thì nướng vừa chín tới cho nó mềm mềm nữa các bạn, đừng nướng khô quá. Nướng khô quá thì nó sẽ ngon, nó sẽ không ngon bằng nướng ướt ướt các bạn. Nó có, nếu mà muốn nướng khô thì mình phải nướng hai lửa cơ, nó sẽ ngon hơn hai lửa. Và cái này mình nướng ăn luôn thì mình nướng cho nó vừa chín tới thì nó sẽ ngọt hơn. Bỏ vỉ vào rồi lên nướng. Cái này thì nướng nhanh thôi các bạn. Mỏng nhanh. Thế giờ bên kia còn bật lên kìa. Êm nhỉ, từ cái nhà quê cái gì khó nhỉ. Thường trên thành phố kiếm khó lắm. Chính xác đấy. Anh trai của mình đang bảo là cái này thì ở thành phố muốn ăn những cái món này thì cực kỳ khó các bạn. Ở quê thì nếu mà không có tiền đi mua thì có thể bỏ công ra đi kiếm, lúc nào cũng có đồ ăn ngon để ăn. Toàn đồ quê nhà này. Nhiều khi chiêu nhau câu ở bỏ thành phố đô thị về nhà với bố mẹ ở nhà. Làm gì ở thành phố được ăn những cái con cá suối mà như này. Những đồ ở quê tự tay đi bắt lấy các bạn, cảm giác nó thích lắm. Cá thì gần chín rồi các bạn. Bây giờ thì đây là nồi gì đây Thúy? Lạc luộc. À, lạc luộc à? Nồi gì ạ? Lần đầu tiên thấy luôn đấy. Hoa thiên lý canh với lại là măng giềng. Mà em nghe em còn giật mình ý, phải làm gì nữa đâu. Mà em mình nghe em còn giật mình ý. Mình chưa nghe bao giờ ấy. Bình thường toàn một lá hoa thiên lý hay là canh giềng nấu cái gì đấy. Cá
Lần nào vào mất con vịt này cũng được đấy nhỉ. Đúng rồi. Mua ăn cơm suốt ngày đi em. Mọi người biết sự thật thôi mà. Sao đâu. Mình với anh Mạnh các bạn. Thường thường ở đi đâu xong lâu lâu lúc nào ghi hình là ăn uống nhà người ta ấy. Có nhiều ý kiến là hai người này chán cơm nhà suốt ngày đi ăn trực thôi. Đi đâu đi kiếm ăn thôi các bạn. Nhưng mà quay nhà nhàm thì lại chán. Nhiều khán giả lại không muốn xem. Muốn xem cái đổi mới thì anh em phải đi thôi. Đi quay ở đâu đó, những nơi đổi mới và những món ẩm thực khác nhau. Đó. Nhiều khi là giống như chiều hôm nay bảo là mấy bác cháu tụ họp xem nghĩ tối nay ăn gì đấy. Ở ngoài cổng ấy. Không biết tối nay ăn gì đấy. Ăn những món thì liên tục thì nó lại nhàm quá. Không rồi, thiệt hại mất con vịt nữa. Đấy. Mấy thằng cháu đi chợ mua được mấy con cá bé bằng cổ tay ấy. Mấy thằng cháu không nghĩ ra được ăn cái gì làm bác lại phải đau tay. Làm bác lại mất thêm con vịt. Thủy thì đang múc mẻ các bạn. Mẻ để chấm với rau thơm. Được ba bát à? Hay làm bốn bát. Đúng rồi, đang như thế thôi. Thế rồi. Thủy dạo này nấu cơm ngon lắm các bạn. Mắt đã chết rồi. Giỏi nhất là khoản gọi món ngoài canh tôm. Biết gọi được rồi, sợ không biết gọi mới đau đầu ấy chứ. Mưa vẫn chạy ở nhà nắng. Đúng rồi. Trái đúng không? Không. Không trái đâu, mưa phát chạy luôn. Như thế là được rồi. Cá thì chín rồi các bạn, bây giờ Thủy sẽ gỡ ra. Anh bác gỡ cái này đi. Anh ấy đang cởi trần nên không muốn lên hình. Thật cái trai mà ngại lên hình à? Đây là cá chê. Còn đây là cá treo đùi các bạn. Chắc thế, đặt ở ngoài. Pé chẳng ấy, tiếng Tây pé chẳng. Cá treo đùi đấy. Còn cá chê tiếng Tây là pé đúc các bạn. Cá chê phi, cá chê đồng. Ở nhà bác Cường lần nào cũng phải là có rau thơm các bạn. Đúng chuẩn là sự chiên này. Rau thơm chấm mẻ, cá nướng, thịt vịt, riềng, hoa thiên lý, canh với nước luộc vịt. Cái gì nữa nhỉ? Có tiết canh vịt nữa các bạn. Hay say say nhỉ? Đại ngồi cẩn thận vào đây.
Bữa cơm tại nhà bác Cường đã xong rồi các bạn. Tập hợp tất cả các con cháu ở đây rồi. Chém mà không? Đây. Shipper tới rồi hay sao ấy? Hôm nay uống bia các bạn, nên là uống cốc này. Bia các bạn, bia thì uống bia tươi. Đấy. Nhà đầu tư Ship Cường, hàng thân, hàng can bia luôn. Tại mà ông là muốn thái đâu rồi? Lấy ấm lên đây ơi, để bên kia múc đi. À, Thùy uống bia không? Làm một tí bia. Uống một tí, tốt mà không sao đâu. Xin mời các bạn đi. Đấy, mùa hè uống bia, ăn đồ nướng. Trời ơi. Mấy bạn à? Bia này cũng kinh ăn bia chú, thì bố hô không ăn ngon đấy. Bia cỏ ấy các bạn, bia hơi. Cỏ ấy làm quá rồi nhá. Xin mời mọi người nhá, mình cũng vào ăn cơm luôn đây. Làm con cá trước nhỉ? À cơm chơi cơm đi, sao lại gắp cá ngay thế? Lườm rau gắp thịt được ngay thế cơ mà. Làm cái cơm. Ôi chưa quên ạ. Anh em mình cũng không chờ nữa à? Không. Anh em chờ đâu. Ở trong đây bác. Ôi trời đảo cái này. Ôi giời, ông Cường đi. Ông Cường dùng mini nhưng mà hàng độc. Nhỏ nhưng mà có võ đúng không? Bia nó không nặng bằng rượu. Bia nó tức bụng không? À, làm một phát nó nóng cả người. Không bật cái quạt lên. Ngày lắm. Ngày như cần hay. Cái này đâu về đặt đây cơ, phải đặt đây là thứ cá phát bớ mất là cua ải đá dậy đâu mà đá. Đâu đầu như này meo à? Ngon nhỉ? Cá ngon này.